Ta cha họ. Bây giờ hãy cùng học tiếp bài 38 tương với bài 12 quyển 1. Đầu tiên hãy hỏi, bạn học tiếng Trung ở đâu? Nguyên văn là, bạn ở đâu học tiếng Nghĩ giải Nghĩ giải Trung? nhỉ chạy nào xí xí khải ủy? nào xí trung Bây giờ là từ đại học. 大学，大，大学，学，大学，大学。学生大学，原 văn là đại học sinh，đại sứ sinh，大学生。大學生